trong gian truân nghèo khó, nụ cười héo hắt bờ môi, trong đua chen đèn sách, ngày ngần tìm hướng vươn lên. Chợt ánh sáng lóe lên niềm vui, chắp cánh ước mơ vào đời, ấm áp xiết bao lòng người, đẹp câu nhân ấy kết hoa mùa xuân. Hân hoan theo ngày tháng, nụ hồng xóa sang sâu đông. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Truyền hình Vĩnh Long lại trở về với xứ dừa Bến Tre. Hiện tại thì cùng với sự phát triển của một thành phố trẻ như những kiến trúc hiện đại thì Bến Tre vẫn giữ được màu xanh của vùng sông nước miệt vườn, của những vườn dừa, của những vườn cây ăn trái. Trong đó huyện Bình Đại vốn là một vùng đất nổi tiếng là hiếu học. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm vùng đất này với câu chuyện về khát vọng học tập của em Đoàn Thị Thúy Sang, học sinh lớp 10A2 trường Trung học phổ thông Quỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể ra sau đây đã được biết đến không phải từ một tờ trình hay một văn bản giới thiệu của địa phương hoặc cơ quan chuyên trách, mà nó đã được biết đến từ một lá thư viết tay với nét chữ và ngôn ngữ học trò. Tuy giản đơn mộc mạc nhưng đầy ắp tình bè bạn, mà sau khi đọc qua chúng tôi như bị thôi thúc đi tìm. Lá thư có đoạn: đúng như tên gọi Thắp Sáng Niềm Tin, chương trình đã và đang thắp lên những tia hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các bạn học sinh đang bị những khó khăn cản bước. Hôm nay em viết thư này gửi đến chương trình, kính mong chương trình hãy giúp đỡ cho hoàn cảnh đang rất khó khăn của một bạn học chung lớp với em. Đó là bạn Đoàn Thị Thúy Sang. Cho chị hỏi là em là em nào là tên Châu? Dạ là em chị. Em còn em là tên là gì? Dạ em tên Hồng My. Hồng My. Chị có đọc được cái thư của Châu viết gửi cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đó, chị thấy rất là cảm động. Rồi chị cũng biết là em cũng đã từng đến hội khuyến học của huyện Bình Đại để trình bày về hoàn cảnh của bạn Sang á, thì từ đâu mà em lại dành một cái tấm lòng dành cho bạn, một cái người bạn học của mình như vậy? Dạ là em là bạn thân của Sang, và biết được hoàn cảnh gia đình của bạn ấy thì em thông qua chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Vĩnh Long á, thì em muốn gửi cái hoàn cảnh của Sang đến chương trình, và mong là chương trình có thể giúp đỡ bạn ấy, giúp sức cho bạn ấy trên con đường học tập. My thì học chung với Sang từ năm lớp mấy rồi hả? Dạ em học chung với Sang năm lớp 6 rồi chị. Năm lớp 6. Thì trong quá trình học chung với bạn như vậy thì em cảm nhận bạn Sang là một bạn học sinh như thế nào? Sang là một học sinh rất là học giỏi, có năng lực, bạn rất là năng nổ và rất là dũng cảm, bạn rất là mạnh mẽ nữa. Tuy là cái vẻ bề ngoài của bạn hơi rụt rè một chút. Còn Châu thì như thế nào? Là lớp trưởng rất là gương mẫu của trường lớp. Và tuy là rụt rè nhưng mà khi hoạt động, khi lãnh đạo lớp thì rất là năng nổ, mạnh mẽ. Và mọi người đều tin tưởng bạn ấy. Trong căn nhà tình thương ở ấp Phú Long, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, hàng ngày vẫn ê a tiếng lũ trẻ học bài dưới sự chỉ dẫn tận tình của cô học trò Đoàn Thị Thúy Sang, học sinh lớp 11 CB2, trường Trung học phổ thông Quỳnh Tấn Phát. Học trò của em là con em các gia đình nông dân khó khăn trong ấp, không có điều kiện đến các lớp mầm non, được cha mẹ gửi lại đây để rảnh tay mà lo công việc đồng áng. Nhìn hình ảnh cô học trò nhỏ chăm chỉ tập tành làm cô giáo này, mấy ai biết được rằng em là đứa trẻ khiếm khuyết tình cha. Mẹ em bà Đoàn Thị Mỹ Lệ, 43 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, nhưng lòng thương con thì vô bờ bến. Bởi trước hết em là một đứa con hiếu thảo, hai mẹ con chỉ nói chuyện với nhau bằng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười. Nhưng bao nhiêu yêu thương mà mẹ dành cho thì em đều đọc được tất cả. Không chỉ bị cha chối bỏ từ khi còn trong bụng mẹ, em còn phải cam chịu nhiều bất hạnh khác lúc chào đời.
do nhà nghèo không đất canh tác. Xót xa trước cảnh sống neo đơn hiu hắt của hai mẹ con, dì Ba, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương đã đưa cả hai về cưu mang. Nhà nghèo không có nghề nghiệp gì trong tay, để có cái ăn hàng ngày đã khó, vậy mà còn phải nuôi thêm đứa em tật nguyền và đứa cháu đang ở tuổi ăn tuổi học, nên cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn thiếu thốn hơn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai của cháu, thì dù có phải gian truân đến mấy, dì cũng sẽ cố gắng vượt qua. Sáng đi làm cỏ rẫy cỏ vườn, thời gian còn lại thì đọc lá dừa mướn hoặc bắt ốc hái rau đổi gạo. Thương cảm cho hoàn cảnh của dì, những người chủ vườn chủ rẫy tốt bụng đã dành nhiều công việc cho dì nhằm giúp dì có điều kiện đi nuôi nấng chăm sóc đứa cháu nghèo khó mà hiếu học sống tốt của mình, như dưỡng nuôi niềm hy vọng cuối cùng mà đời dì còn có được. Nhà mình ở đây là ở nhờ trên đất của hàng xóm luôn hả dì Ba? Dạ. Yeah. Rồi mình có ruộng vườn gì không? Dạ không. Công việc của dì với lại của mẹ Thúy Sang đi làm thuê, dì có thường xuyên không? Có khi làm khi không, có không chừng, nhiều khi làm bữa rồi nghỉ 5-7 bữa. Ngày vậy là mình được nhiêu tiền? Có khi 60 có, 50 có, mình mần tiếng, mình mần được 4 tiếng thì mình ăn được 30 ngàn. Còn 2 tiếng mình ăn có 15 ngàn nha. Bây giờ thì cái chi phí đi học của Thúy Sang thì như thế nào? Dạ cũng khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng mà cho nó ăn học á. Rồi có khi người này cho tập vở rồi kia cho quần áo rồi vậy, chứ còn hai chị em thì lo thì không thể rồi đó. Vì có hy vọng gì đối với tương lai của Thúy Sang không? Cũng dễ tụi mình giỏi lắm, tôi nuôi nó ăn học. Chứ giờ tụi con không biết làm sao giờ này. Điều mà dì cảm thấy lo lắng nhất hiện tại đối với Thúy Sang là như thế nào? Sợ nó học lên tới lớp 12 rồi mình không có khả năng cho nó học đại học cái gì. Dưới mái trường này, học sinh đa phần là con em của những gia đình nông dân nghèo. Nhưng có lẽ nhờ biết trân trọng từng đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của cha mẹ làm ra, mà hầu hết các em đều nỗ lực cao trong học tập và rèn luyện để đạt được thành tích tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Riêng đối với Thúy Sang, thì trong lá thư mà người bạn Tạ Nguyễn Dân Châu gửi đến cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin cũng đã thể hiện rõ điều đó. Hàng ngày sang học xong là về nhà ngay, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước sẵn sàng, chờ mẹ và dì Ba về. Cả gia đình sống nhờ vào mảnh vườn nhỏ trồng cà trồng ớt, thu nhập chẳng là bao nên nghèo vẫn cứ nghèo. Dù vậy cả nhà vẫn cố cho Sang được đến trường như bao bạn bè khác, vì họ biết có đi học thì mới có cơ hội được đổi đời. Học chính là chìa khóa để mở cửa tương lai cho cả gia đình. Hiểu được mong muốn của mẹ và dì Ba, hai người mà mình yêu thương nhất, nên Sang rất cố gắng học và đã không làm họ thất vọng. Quả thật, từ lớp 1 đến lớp 10, Đoàn Thị Thúy Sang đều là học sinh xuất sắc của trường và nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện. Năm 2010, em được Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại tặng giấy khen về thành tích xuất sắc của phong trào thi đua học tập và là học sinh điển hình 5 năm liền. Ở lớp thì em là học sinh giỏi nhất của lớp đúng không? Dạ, em cùng bạn Châu nữa. Bạn Châu. Dạ. Mẹ thì không có thể chăm sóc được cho em giống như những người mẹ khác rồi. Dạ. Làm sao em có thể đạt được cái thành tích cao như vậy? Dạ, tại vì ở nhà em á thì không, đó giờ thì không có ai đi học. Mà hồi nhỏ giờ thì có dì Ba em nuôi, cho nên em cũng cố gắng học để cho dì Ba tự hào về em á. Ai đi học thì cũng có một cái mục tiêu của mình hết. Dạ. Mục tiêu của em là gì? Em nếu mà có thể thì em sẽ thi vô đại học sư phạm, sau này ra làm cô giáo. Vì sao em lại ước mơ trở thành cô giáo? Tại vì em muốn làm cô giáo để sau này có gì đây ở gần gia đình hơn, phục vụ cho tỉnh mình. Cảm ơn em ạ. Dạ. Năm học 2009-2010 vừa qua, trường Trung học Phổ thông Quỳnh Tấn Phát, ngôi trường mang tên người con ưu tú của quê hương Bình Đại,
một trong những lãnh tụ kiệt xuất của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam xưa, đã làm nên một điều kỳ diệu. Đó là trong số 222 học sinh khối lớp 12 của trường, đã có đến 130 em thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng. Qua tiếp xúc với thầy cô và bạn bè của Thúy Sang trong ngôi trường này, chúng tôi hiểu rằng ngoài quyết tâm và ý chí vươn lên của cá nhân em, thì gia đình và môi trường học tập cũng có tác động không ít đến kết quả học tập của em. Dù gia đình nghèo khó, thiếu trước không sao, nhưng Thúy Sang lại được học trong một ngôi trường mà ở đó có nhiều thầy cô giáo thực sự giỏi chuyên môn, yêu học trò. Đó là điều may mắn hiếm hoi mà em có được để phấn đấu vươn lên, ươm mầm ước vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Thưa thầy, là giáo viên chủ nhiệm thì trong thời gian vừa qua thì cảm thấy là em Sang đã có một cái nỗ lực vượt khó như thế nào? Năm học vừa qua, 2009-2010, thì ở em Sang cái điều mà ấn tượng nhất đó là cái nghị lực của em. Và chính cái nghị lực này tôi nghĩ là nó đã giúp em vượt lên trong cuộc sống và trong học tập. Có bao giờ thầy cảm nhận là có những lúc em cũng có một cái sự chùn bước trước khó khăn không, hay là lúc nào em cũng lạc quan trong cuộc sống như thầy? Thì tôi thấy là em không hề mặc cảm không hề tự ti, mà cái lạc quan ở đây có lẽ là trong những cái học ở trung học cơ sở em cũng đã là từng học sinh giỏi rồi, và chính là cái nghị lực đó đã tạo cái niềm tin cho em trong cuộc sống. Xin được cảm ơn thầy. Thưa thầy, với một cái em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì trong thời gian vừa qua nhà trường đã có những cái bước hỗ trợ như thế nào để giúp cho em có thể vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn của mình ạ? Nhà trường thì cũng đã cố gắng, ví dụ như là đầu năm học thì đã hỗ trợ cho em tập rồi sách và một số tiền rất ít ỏi do hội phụ huynh cấp, đó là 50.000 một em, thì em Sang cũng được nhận phần. Thì trong quá trình theo dõi cái sự học tập và rèn luyện của em thì ban giám hiệu trường cảm thấy là em Sang là một em có hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng khi mà vào trong môi trường học ở lớp 10 thì em là một cán bộ lớp rất là ngoan, rồi tập hợp đoàn kết những học sinh trong lớp và làm cho cái phong trào học tập của cái lớp 10 các bạn hai nó phát triển rất là tốt. Với một em học sinh như thế thì đối với nhà trường thì đó là một cái điều ý nghĩa như thế nào thưa thầy? Ở năm học 2009-2010 ở trường Trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát của huyện Bình Đại thì Bến Tre là có 104 học sinh giỏi, thì Sang là một trong những học sinh đó. Và đối với những học sinh khác thì có những cái điều kiện về mặt kinh tế rồi tình cảm gia đình, nhưng em Sang thì thiệt thòi hơn những em khác. Vì vậy cho nên tôi đánh giá đây là một cái điển hình của học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, với những khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống hiện tại thì chúng tôi mong muốn là với suất học bổng ngày hôm nay kịp thời trao tặng cho em nhân dịp năm học mới thì sẽ phần nào động viên tinh thần cũng như giúp cho em có đủ nghị lực và tự tin hơn nữa trong bước đường sắp tới. Trước tiên thì xin được kính mời ông Hồ Minh Trữ đại diện cho chương trình sẽ trao tặng suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Đoàn Thị Thúy Sang. Xin kính mời ông. Chú thay mặt cho những người sáng lập chương trình Phát Sáng Niềm Tin cũng như là những cô chú thực hiện chương trình này, chúc cho con tiếp tục phát huy cái tinh thần vượt khó học tốt để học tốt hơn nữa, để hoàn thành tốt năm học này và đi đến đích cuối cùng là vào được ngưỡng cửa đại học, để từ đó trở thành một người có ích cho xã hội và đồng thời có điều kiện để đền ơn đáp nghĩa lại cái công lao của người mẹ, người dì ở mặc dù nghèo khó nhưng mà đã quyết tâm nuôi cho con ăn học đến nơi đến chốn. Chương trình cũng có một số phần quà để tặng cho em. Công ty Nutifood thì tặng em một chiếc xe đạp, và trung tâm điện máy Minh Hoàng của thành phố Vĩnh Long thì tặng em một chiếc tivi. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được kính mời ông Trần Anh Tuấn đại diện cho Hội Khuyến học của tỉnh Bến Tre sẽ có phần quà để dành tặng cho em, cũng như sẽ có một vài lời để động viên em.
trước hết là cố gắng làm sao từ đây tới cuối năm học hoàn thành cái chương trình cuối cấp học, và sẽ sau đó thì bước vào cái ngưỡng cửa đại học để em có điều kiện mà giúp đỡ gia đình, nuôi sống bản thân và để có điều kiện phục vụ xã hội tốt hơn. Chương trình ngày hôm nay thì cũng có đại diện của chính quyền xã, chính vì vậy mà chúng tôi rất muốn được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Địa phương thì nhiều năm liền thì địa phương đã hỗ trợ cho cái gia đình em Thí Sang, đặc biệt là chỗ gia đình bà ngoại của em Thí Sang là xây dựng một cái nhà tình thương. Thì trước đây thì trị giá trên 15 triệu đồng thì tạo điều kiện để cho em có cái chỗ ăn, cái chỗ ở để học hành. Thì em Thí Sang ngoài ở học trường, ở ngoài trường thì em là một người học trò ngoan, ở gia đình thì em là một đứa con hiếu thảo, một người vợ cháu ngoan, được xã hội cũng như bạn bè là rất là kính trọng. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương, chúng tôi xin kính chúc chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, đài truyền hình phát thanh truyền hình Vĩnh Long, kính chúc hội khuyến học Bến Tre, kính chúc chương trình của chúng ta ngày càng lớn mạnh để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thắp sáng niềm tin, được cấp sách đến trường. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành Lâm, là chủ tịch của hội khuyến học xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cũng có một phần quà để dành tặng cho em Thúy Sang. Bác Bảy thay mặt cho hội khuyến học xã Phú Thuận gửi cho cháu cái phần quà 500.000 đồng. Và bác Bảy hứa là từ những năm nay cho tới con đi học đại học thì cái hội khuyến học của xã sẽ hỗ trợ con hàng năm. Vui khi mà được học bổng này. Em cũng xin cảm ơn đến công ty ADC, cảm ơn các cô chú trong chương trình đài truyền hình Vĩnh Long đã tạo cho em nhận được cái học bổng này. Em xin hứa là sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ gia đình em. Em cũng ước là chương trình sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin cho nhiều bạn cũng giống như có hoàn cảnh giống như em. Thưa quý vị và các bạn, so với nhiều bạn đồng trang lứa khác thì em Thúy Sang đã trưởng thành trong sự khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi. Tuy nhiên, trong những lúc mà em gặp khó khăn nhất thì em vẫn thể hiện rõ bản lĩnh và ý chí của mình. Và ngày hôm nay, với suất học bổng ngày hôm nay, với sự động viên chia sẻ của các cô chú của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng em sẽ có thật nhiều niềm tin hơn nữa, có sự động viên chia sẻ để cố gắng phấn đấu trong cái quãng đường khó khăn sắp tới. Và em hãy ghi nhớ là những nỗ lực của em trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian sắp tới sẽ luôn luôn được cộng đồng xã hội đón nhận, và chúng tôi chúc em sẽ thành công trong tương lai. Chương trình ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào tối thứ Bảy tuần sau. Vững vàng một niềm tin.